Dạ, con bạch sư, do nhân duyên gì khiến phước lành mà một người đã tạo cho nó quả hạ liệt và không thù thắng? Và do nhân duyên gì khiến phước lành một người tạo để cho nó quả báo thù thắng cao thượng ạ? Cái vị phước lành đó nó không thù thắng, không cao thượng là do cái nhiễm ô nó đi kèm với cái nghiệp thiện đó, cái nghiệp phước đó. Ví dụ như là khi mà mình bố thí thì đấy là một nghiệp thiện nhá, nhưng mà khi bố thí xong thì mình lại khởi lên cái tâm hối tiếc ấy. Ví dụ như là bố thí xong mình lại tiếc là ôi sao ta lại đi bố thí cho người đó biết vậy, ta để cái vật đó ta làm những cái việc khác có lợi ích cho ta sẽ tốt hơn không. Thì do cái hành động đó mà cái nghiệp đó không thù thắng. Ví dụ như là một cái vị trưởng giả khi bố thí cho một vị độc giác Phật một cái món cơm, nhưng mà vị đó bố thí xong rồi vị đó nhìn vào cái món cơm đó vị đó lại tiếc, vị đó lại khởi lên cái tâm hối tiếc, nghĩa là cái món này mà để cho những người làm công của ta ăn thì người ta sẽ làm cho ta rất nhiều tài sản, còn bố thí cho vị này vị đó chẳng làm ích gì cho ta cả. Vì cái tâm hối tiếc đó nó sinh ra cái quả kiếp sau là vị đó sinh ra trở thành một nhà triệu phú, là đó là cái nghiệp bố thí. Nhưng mà vị đó lại rất là bỏn xẻ, keo kiệt, không bao giờ dùng những cái đồ dùng mà mình có đó, những cái tài sản mình làm đã rất nhiều nhưng mình không dám hưởng thụ, không dám dùng, và vị đó giữ cái tài sản đó cho đến khi vị đó chết, và tất cả những cái tài sản vị đó làm ra trong suốt một kiếp sống đó đã trở thành tài sản của nhà nước và vua đã tịch thu hết. Thì đấy là cái sự ô nhiễm của một cái thiện nghiệp, do cái tâm bất thiện nó khởi lên sau cái tâm thiện, sự ô nhiễm đó. Còn cái nghiệp đấy nó trở nên thù thắng là ví dụ như là khi vị đó bố thí xong vị đó hoan hỷ, trước khi bố thí, trong khi bố thí và sau khi bố thí vị đó luôn luôn hoan hỷ với thiện tâm hợp trí tuệ, hay là vị đó tưởng niệm đến pháp bố thí đó với một cái tâm hoan hỷ nữa. Thì cái thiện đấy nó sẽ trở nên thù thắng là do nó được hỗ trợ bởi những cái tâm cao thượng.